Hỏi cái tình hình bà con luôn xung quanh mình hôm nay là nó khó không? Em nghe ai cũng kêu trời anh ơi, mới vô hàng 6, hàng 7 thì thấy banh hết trơn. Vuông em cặp bên 5, 6 vuông luôn, vuông nào cũng banh, chim cò xuống nhóc em. Vuông em đâu có chim cò nào xuống đâu. À, mấy năm trước này á, thì cũng nghe em nói là em nuôi cũng khó khăn. Không được, đúng rồi, em hồi bữa nói em chia sẻ với anh vậy đó, đúng không? Ờ, nuôi rất khó khăn. Dạ. Là lúc đó là em nuôi không hiệu quả luôn hay gì? Dạ không có trúng gì, nó cứ quề vốn cái đồ này kia, đủ tiền thức ăn này kia cho nuôi thẻ không á, nuôi em nuôi thẻ không à? Ờ, nuôi không hiệu quả. Dạ. Rồi bây giờ mới mình làm chương trình gì khó dạ, ha? Dạ. À. Em tìm kiếm gặp anh chia sẻ nữa. Rồi thôi cố gắng, dạ. Mình cố gắng là làm. Kết quả làm theo quy trình sau 2 tháng nuôi. Cái ghê quá, có cua hay vậy? Thấy chưa? Trước này còn nó chưa vô nó. Nó vô nó không còn chỗ đi vô. Ui là trời. Nằm chịch luôn rồi. Kinh quá. Con chị ơi biết ẩm không? Cái góc kia còn dữ. Thật cho tôi nghe. Coi. Cho tôi nghe nó muốn chịch chịch luôn. Còn dữ luôn đi. Con muốn sướng tướng hôn luôn nghèo chắc mấy cái gì còn dữ hơn. Đây là kết quả của anh Thăng Nguyễn Thích U Minh Cà Mau. Thì sau khi hoàn thành cái chương trình nuôi tôm vượt khó của công ty 2 tháng về dưới size 40 con 1 kg, anh đạt là từ 28 đến 30, thì anh được tặng thưởng theo chương trình của công ty, động viên khích lệ tinh thần cho anh. Vì theo anh cho biết cái hoàn cảnh anh trước đây là nuôi thấp liên tục nhiều năm liền, rồi phải nuôi 3 con nhỏ, đất thì 20 con đất mướn, rồi còn ba mẹ già nữa. Bởi vậy cuộc sống gặp nhiều khó khăn, nếu mà mình nuôi con tôm không hiệu quả thì chỗ anh Sang xuống hỗ trợ anh 2 tháng và anh đã nuôi hiệu quả. Thì bởi vậy tấn xuống tặng thưởng cũng như là nhờ anh chia sẻ là một số kinh nghiệm để bà con mà có hoàn cảnh giống vậy thì liên hệ về thì chương trình sẽ hỗ trợ cho mình nuôi cho nó tốt hơn. Thì vừa qua anh có nghe Giang á báo là em đã hoàn thành cái chương trình mà nuôi tôm vượt khó của công ty đề ra, là nuôi tôm SGC 39 trong vòng 2 tháng á, mà nó về nói chung là dưới 40 con đó. Rồi theo cái quy trình thế là tự nhiên mà chỗ kỹ sư bên công ty hướng dẫn đó. Thì hôm nay trong cái chuyến công tác về chỗ Thái Bình thì anh sẽ ghé em để cũng như là mình tặng cái phần thưởng là dung tâm vượt khó, là cái toàn bộ cái chi phí men nha. Trong 2 tháng đó đã mình nuôi giống như do mình làm theo cái quy trình công ty nhằm cũng như là động viên cái tinh thần để mình phấn đấu, rồi mình có nhiều cái kinh nghiệm để mình chia sẻ cho nhiều bà con để mình phát triển cái vùng nuôi tôm địa phương mình hơn đó. Thì sẵn cái chuyến công tác này nè và cái mô hình mình thực hiện thành công đó, thì anh cũng nhờ em chia sẻ một số cái ý kiến để mà bà con nắm được đó, để bà con tham gia cũng như bà con đó là mạnh dạn cũng như mình học hỏi để mình nuôi tôm được tốt hơn. Thì Thăng cho hỏi anh hỏi là ở đây là ở đâu rồi? Đây ở ấp Thanh Tùng, Biển Bạch, xã Biển Bạch đấy. Thì cái lý do nào mà em biết được cái chương trình nuôi tôm vượt khó này? Dạ thì đây trước đây cũng 3-4 năm em nuôi nó không trúng, em lên mạng em tìm kiếm thấy chương trình của anh á, rồi em mới vô em nhắn tin cho anh, rồi em hỏi đó thì cho em vô cái chương trình đó, rồi anh mới liên hệ cho anh Sang này lên gặp em này. Ủa sao tin tưởng rồi dám gửi anh ta dụng sao? Em cũng không có tin lắm đâu, nhưng mà giờ em cũng ngăn lắm đấy, nhưng mà em nói thôi thử làm theo anh Tuấn một quy trình xem thế nào đi, được thì mình cứ áp dụng làm hoài vậy chứ. Đúng rồi, biết đâu mình có cái cơ hội mới phải không, chứ giờ em cứ khó tánh hoài, cứ nghe hoài rồi của mình sao tiến bộ được. Em chia sẻ cho anh đó là cái khi mà em xuống mà em làm quy trình này nè, là ví dụ các bước như thế nào, rồi chỗ Sang hỗ trợ cho em á. Là đầu tiên là ví dụ là cái thao ao như thế em làm sao? Trước tiên thì anh Sang xuống, đầu tiên em xử lý thuốc cá này kia rồi xong xuôi rồi đưa nước vô, anh Sang cũng đo môi trường cho em nhé. Rồi em bắt đầu anh Sang đo thấy môi trường ok rồi thì pH ổn rồi thì em lấy men gây mồi. Rồi ngay em thấy có lên không? Có, 4-5 bữa thấy nó trùng mọt lên. Rồi bắt đầu mình đánh xuống rồi mình mới lên mồi tự nhiên, rồi mình mới thả tôm. Rồi khi mình thả tôm vậy là cũng nhiều giống, sao mình chọn cái giống SGC 39? Em thấy trên clip anh Hải Đăng thấy tôm màu lớn quá thì em thử coi bên nào ta dùng sao. Thử coi thế nào, nhưng mà thấy nó lớn nhanh thật. Rồi. Đây ai cũng nói mày nuôi giỏi, mới có 2 tháng mà vô 3 mấy con. Cái vấn đề vậy, cái khi mà mình làm theo cái quy trình vậy đó là cái men em đánh bao nhiêu ngàn lần?
Em lúc nhỏ thì em đánh nửa tháng nhịp, nhưng mà giờ lớn nó cứ 10 bữa nhịp đó. Nó lớn rồi, tôi cũng lớn, giờ em mà đánh nhiều hơn nữa. Rồi em qua cái quy trình nuôi vậy là cái thời gian của em là khoảng 2 tháng không? Dạ, đúng 2 tháng, tháng là nó được sang mấy ta? 2 tháng bữa đó là solo là 35 con rồi đó. À 2 đấy. Tháng là solo 35 đầu dạ, cỡ là không tính. Đầu cỡ là về 30 rồi, bữa đó đầu cỡ 30. Bữa đó là đầu cỡ 30 ha. Dạ. Vậy là đạt cái chương trình đề đề ra. Mà em thấy là tôi mình nó đạt không? Có anh lúc nhỏ nhỏ nước trong thì em thấy đạt chắc 70% đó, nhưng mà giờ nó lớn nó quầy đục quá không thấy. À cái mắt hoàn toàn lâu giờ là đạt được bao nhiêu rồi? Em mới đạt đêm qua cũng gần 30 kg đó mà chưa tới con nước nha, đây là chưa tới con nước nó không có đi đó. Ờ vậy ha. Dạ. Thì rồi cái khi mà mình xài cái men gì đó rồi con giống gì đó, mình thấy cái quá trình nuôi nó có bị mà cái vấn đề gì mà nó phát sinh hơi khó không, có xử lý không? Không, em thấy tôm phát triển bình thường, không có vấn đề gì, như là người ta trong vùng dòng ấy ai cũng bị hết trơn mà. Anh thấy năm nay á là cực kỳ khó khăn, nắng nóng nè. Còn hai nữa cái dịch bệnh đấm trắng rất là nhiều luôn. Nó đa số là 90% bà con cấp nước vô là bị đấm trắng hết. Bởi anh dặn là nói chung bà con không nên cấp nước vô, mình cạn nó cũng sao, mà mình đánh men cho nó sạch cái đáy và nó đủ mồi là nó không sao. Nó cạn không sao, anh cũng biết nhiêu vô rồi. Thì bởi vậy á là qua quá trình nuôi vậy là em đánh giá cái men nó tốt không? Tốt rồi, men này là em cứ tưởng là quảng cáo vậy thôi, nhưng mình giờ thực tế mình xài thấy em mình thấy em ấn tượng nhất là cái OTC với gội diêm em thích nào? Thì bên rồi gym thì nó cũng tốt, một bên xử lý, còn bên SDC nó gây mồi thì bên nào cũng tốt hết á. Rồi trong quá trình mình nuôi, ví dụ nó có bị rong phèn xước phát sáng gì không? Không, phát sáng thì không có ít rong đá thì cũng ít giờ tôm lớn nó cũng bươi, nó bứt chân hết rồi. Thì cũng nó suôn sẻ ha. Rồi em nói rồi, tình hình bà con xung quanh của mình năm nay em thấy như sao? Thấy vòng vòng đây cứ vô hàng 5, 6, 7 gì chạy hết trơn rồi mà. Chờ hay bắt non hết chưa? Bắt non, bắt giá, có giá ký mấy chục ngàn à. Vậy hay chết luôn. Rồi sao, tại nguyên nhân, tại sao bà con không chịu tìm hiểu hay sao, hay không hay làm theo cái cách cũ hoài? Thì mình, em cũng, người ta hỏi em cũng chỉ vậy đó, em cũng mua men ủ cứ nửa tháng, 10 bữa ủ quất lần, em người ta nói chửi đầu tư dữ vậy á. Người ta ngán tiền, người ta cứ sơ sơ á. Bây giờ anh nói thiệt là cái của em 20 công vậy đó, là cái tiền men em đầu tư 2 tháng là nó khoảng nhiêu tiền? 2 tháng của em nếu mà đánh đầy đủ cũng trên 5 triệu đó. 5 triệu ha. 5 triệu là anh thấy hình như mà em có mua thuốc gông rồi nữa không? Khoảng 5 triệu thì, nhưng mà tại diện tích em tới 20 công rồi. Thì so với thực ra 5 triệu mình đặt đêm là đủ rồi. Quan trọng á, thật sự mình cứ ngán cái tiền mình bỏ ra. Thì khi nào mà em thu lại cái lớn, anh nói đi bên Đông Hải Bạc Liêu kìa, anh cũng bắt 2 thùng. Anh đầu tư cũng 10 triệu nhưng mà anh bắt tới 101 lần, anh lời 100. Nó chứ mình phải đầu tư, mình mới có chứ giờ em nghĩ là cứ 5 triệu em ngán thì thì sao mà mình bắt được cái nó bị sự cố nửa đường thì em bán là bán non không, đâu có nhiều đâu. Đó không cải tạo ao á, anh có nghe sang báo gì là từ đầu vụ nuôi thì không có đánh một bao mà vôi luôn. Dạ đúng rồi. Còn cái bí quyết là sao, bình thường là người ta cứ là cải tạo, người ta cứ đánh vôi mà người ta em không. Em thì bữa đó cũng nghe anh nói trước tiên là kiểm tra pH rồi, nếu ổn thì khỏi cần quấn vôi, em cũng làm luôn, em cũng làm. Em có mua mấy bao cho cháu vậy, em rải giờ đo cũng có pH cũng ổn luôn. Cái cho cháu là nó làm sạch nước này rồi, nó những khí độc thì nó nặng luôn, nó hay lắm á. Mà nhìn cái màu vuông em nó vàng khe vậy, nhưng mà thực chất nó không bao giờ có phèn. Nó thử phèn được không? Rất là hay. Là suốt nguyên vụ mình không có đánh không vôi. Không quấn 2 tháng mấy, tính này gần 3 tháng mà không quấn một bao vôi đá nào hay bao vôi gì hết trơn luôn, thiệt. Hay thiệt đó. Này, còn em thấy con số già quá OTC 39 của mình á, nuôi tại cái vùng mà biển Bạch Đông của mình, cái bệnh của mình là em thấy nó nuôi nó phù hợp không? Tại vùng này em thấy phèn nhiều nè, rong nhiều. Em thấy trước thì thả mấy giống kia thấy nó nhỏ, nó chầm lớn lắm, giờ cái giống này thịt lớn em không ngờ nó thấy lớn hàng ngày luôn á. Một ngày nó nhảy đâu con thấy trong thấy nó nhiều. 2 tháng mà số 30 là nhanh lắm chứ. Giờ số 30 thằng thẻ không được luôn, tao thấy không được luôn á, thật sự. Hồi nãy anh kiểm tra thấy vô hốc quá trời. Mồi nhiều. Cái men DC nó gây mồi to thiệt. Cái men DC là chuẩn ha.
đó, thì anh hy vọng sắp tới đó, với những gì mình làm được, em cố gắng em luyện cái tay nghề nữa, cái nghề mình học hoài à, trừ khi nào á em biết được ví dụ ngày mơi mưa nắng làm sao á, thì lúc đó em mới gọi là hết lo, còn nó còn mưa nắng thất thường phải không, thì mình vẫn còn lo, bởi vì mình học cái này học cái gì mà không phải mình học mình đón con trời đâu. Mình học mình đón được, mình chuẩn bị trước, ví dụ ống mưa quá nhiều hoặc ống nắng quá nhiều là mình có gì mình xử lý, chứ không phải mình đợi lấy con tôm mà bị bệnh rồi á mình kêu anh á cũng không nổi đâu. Anh cũng không phải là tiên đâu. Đa số là tới nặng không mà giống như ung thư giai đoạn cúng không mà sao mà cúng rồi bác sĩ nói là chỉ trả lời là chúng ta cố gắng hết sức chứ đâu có cứu được. Đó thì tốt nhất là mình lên phòng ha. Thì cái chương trình trung tâm thì khó này nè là để giúp cho bà con, giống như bây giờ em như trang giấy trắng cũng được đó. Mình lâu giờ mình nuôi nhiều khi thất bại 2-3 năm đó, thì em sẽ làm theo, có anh em kỹ thuật làm theo cái quy trình để mình thấy được nó hiệu quả, và sau đó mình sẽ nhân rộng lên cho bà con. Thì nhiều khi bây giờ em trúng một lần cũng chưa đâu, em trúng cho anh 3 lần đi thì người ta sẽ tin ta. Thì bởi vậy anh muốn như vậy nè, rất là nhiều anh em thành công từ từ bà con thấy được và bà con học để đồng cùng nhau là nuôi tôm hiệu quả hết. Đó, còn thay mặt công ty á, thì hôm nay thì cũng có cái chuyến tác thì sẽ tặng em cái phần là thưởng nuôi tôm vượt khó là trị giá là 5 triệu là cái tiền men trong 2 tháng mình nuôi ha. Rồi chúc em là sức khỏe nè, nuôi tôm ngày càng thuận lợi thành công hơn nữa. Rồi trong quá trình nuôi có khó khăn gì á thì bên em sẽ cũng đồng hành tiếp. Mình đi đường dài luôn, gán mình ăn nhiều khách là chúng đến 5 quận 7 quận 9 quận luôn kìa. Ha. Còn là tôm giống nó có chương trình là nếu mà em trúng 3 quận em được chỉ vàng đó đó. Ngày mai anh đi tặng anh Vĩnh Thuận nè. Đó thì mình cố gắng thì trong quá trình nuôi đó cho anh hỏi đó. Chỗ sang á, sang vô đây. Có là hỗ trợ em rồi tư vấn em nhiệt tình không? Dạ có chứ, cái gì em không biết là em hỏi sang liền à. Em gọi điện hỏi vuông tôm em thấy màu vàng này kia, thấy kỳ quá, kêu anh chạy lên đo môi trường này kia, anh cũng nhiệt tình chạy lên đo. Anh đồng hành với em là trong suốt quá trình khai thác luôn. Đúng rồi. Tốt không? Có đãi anh nhậu không? Chúng có chứ. Có thưởng rồi, có đãi nhậu không? Có nhậu chứ. Em ở chỗ em thắng á, đúng là nhiệt tình chưa làm, chưa khó. Mình mới tư vấn cho em á, làm cho hiệu quả với kiểm tra môi trường thường cho tôm nó phát triển. Thì nói chung mà anh nói quan trọng cái vuông tôm và khó ở đây đó. Và thật ra cái khó nhất là không chọn lựa người làm á. Đúng rồi. Nếu mà người làm á là giống như mà ví dụ làm 50-50 nè, và nhiều khi bán tính bán nghi nè, rồi nhiều khi á là giống như bỏ cuộc nửa chừng nè, mà làm mà mình không có, mình cứ thử một lần đi. Cái gì mình đặt niềm tin mới được. Đúng chứ. Rồi. Hay gì mình làm chỗ khác chưa cũng nó cũng thắt à. Thì bây giờ mình cứ thử một lần đi, biết đâu mà mình học được và mình nuôi chúng hoài làm sao. Thì cũng thông qua đây thì hôm nay thì anh gửi em thứ nhất là cái bằng khen nè, học giỏi có thưởng nè. Học giỏi có thưởng, em cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Hai là cái phong bì là trị giá 5 triệu. Cho em, chúc em cố phấn đấu càng nuôi tôm là càng trúng nhiều hơn nữa. Em có cái lời nào để nói dễ cho anh em giống như là bà con có động lực ra đây giúp mà cái nghề tôm phát triển không? Thì qua đây thì em cũng xin cảm ơn, trước tiên là cảm ơn bên anh Tuấn với là mấy anh bên Sang, anh Giang kỹ thuật hỗ trợ em. Rồi về tôm giống với men SC39 thì em thấy xài với giống là tốt á. Bà con nếu mà ai muốn gần đây muốn biết kinh nghiệm thì em cũng chỉ vậy thôi, chia sẻ cho bà con mình ha. Gần đây nhớ chia sẻ nghe. Chứ tôm mình ăn hư mình ta xả ra mình học học lắm á. Trời cũng lo chứ, 2 tháng mấy người ta nói trời mày vô hàng 3 là giỏi chứ, đây ai cũng bị hết á. Rồi chúc mừng.